chúng ta đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Năm, giám đốc CDC Hải Giang. Cười anh ạ. Nhưng ông ta đang bị F0, tự cách ly tại phòng làm việc ở cơ quan. Bị lâu chưa? Cách đây 2 ngày. Có kết quả xét nghiệm Covid không? Dạ, ông ta tự khai báo và chủ động cách ly ạ. Tự khai báo, tự cách ly. Liệu đây có phải là biện pháp kéo dài thời gian để tìm cách chạy tội không? F0 vẫn bắt. An ninh tốt. Anh về phòng đây. Có chuyện gì mà chị phải khóa cả cửa thế? Mang cái này về nhà cất đi cho chị nhá. Tiền à? Bao nhiêu ạ? 500.000. 500.000 đô? Xem chỗ nào tin cậy, cất đi hộ chị.